Xin chào các bạn, mình là Tuấn Anh và mình đã quay trở lại đây. Hôm nay thì chúng ta cùng đến với vlog số 7 nhá, để xem là bí kíp thần công của tôi về môn SketchUp này nó như thế nào nhá. Nào, bắt đầu. Cái vấn đề này tôi gặp cũng rất là nhiều. Và một trong những nguyên nhân của cái việc này thì nó là như sau. Giả sử nhá, đây, tôi có một cái file như thế này. Tôi vào trong phần Windows nhá, sau đó tôi chọn cái kiểm này nhá. Qua tìm đến cho tôi cái đề mục General này đi. Có rất nhiều bạn vô tình để cái thông số này là 1 phút. Tức là bài vẽ này này, nó sẽ lưu sau mỗi 1 phút đúng không? Vì vậy chúng ta sẽ bị đơ máy bởi vì nó đang lưu file. Thì mình để là 5 phút thôi. Nếu mà mình tạo hình model thông thường thì mình chỉ cần 5 phút thôi. Còn nếu mà mình làm ánh sáng vật liệu với V-Ray hay là Escape thì thông thường mình sẽ để là 10 phút. Đây là thời gian, cứ sau mỗi 10 phút thì nó sẽ lưu file một lần. Và nó sẽ lưu file ở cái dạng là autosave. Cái file autosave ấy, nó lưu nó sẽ ở ngay bên cạnh cái vị trí mà chúng ta lưu file. Ví dụ như là mình lưu cái file này ở bên ngoài desktop thì luôn luôn có file autosave ngoài desktop cho các bạn. Rất nhiều bạn không biết cái lệnh này, vì thế nên chúng ta vẽ nó rất là lâu. Bây giờ mình sẽ chia sẻ cho các bạn nhé. Bây giờ thì mình sẽ bật một cái file này lên. Ví dụ rất đơn giản này thôi. Mình muốn copy một cách nhanh chóng ra cái khu vực bãi đỗ xe này. Thì mình sẽ làm như sau. Mình sẽ chọn đối tượng này. Dùng nút Move di chuyển kết hợp với Ctrl nhé. Sau đó tích vào một điểm ở đây. Click vào điểm ở đây. Để cho nó nhớ cái khoảng cách. Mình muốn có thêm hai đối tượng nữa thì mình sẽ gõ 3x enter. Đây các bạn nhìn ở chỗ này này, mình làm lại này, 3x enter đó, có thấy không, nó có thêm hai đối tượng. Nói chung là chúng ta muốn thêm hai đối tượng thì chúng ta phải gõ 3x, chúng ta muốn có 10 đối tượng thì chúng ta phải gõ 11x. Các bạn nhá, tương tự này mình sẽ làm đối với lại một dãy này nhá. 20x sẽ có 19 đối tượng đúng không các bạn? Ok chưa? Và tất nhiên rằng là nếu mà chúng ta muốn xoay thì chúng ta có thể tích lũy vào đây và chúng ta có thể xoay cái này đúng không? Và một loạt xe của chúng ta nó sẽ xoay theo này. Đó. Khá đơn giản đúng không các bạn? Đó là lệnh nhân. Recurring segment on our show called Explain That Grammar. We do a deep dive on our guest Instagram. Ok, tương tự chúng ta sẽ tìm hiểu với lệnh chia đều nhé. Mình cũng làm cái bước 1 thôi. Bước 1 đó chính là Move kết hợp Ctrl vào hai điểm để nó nhớ cái vị trí nhá. Chúng ta muốn có một đối tượng nó nằm giữa hai đối tượng này thì chúng ta gõ hai sổ. Các bạn nhìn này, hai sổ nhá. Các bạn nhìn cái góc này này, hai sổ sẽ xuất hiện một đối tượng ở giữa. Bây giờ mình làm lại này, hai sổ enter, xuất hiện một đối tượng ở giữa. Ví dụ tiếp theo, bây giờ mình muốn có hai đối tượng ở giữa, mình sẽ gõ 3 sổ enter. Khoảng cách này nó tự động nó chia đều. Ứng dụng thì chúng ta có thể ứng dụng rất là nhiều. Ví dụ như ở đây mình copy cái hệ thống lam che nắng cho công trình này nhá. Mình sẽ copy từ đầu này đến đầu này này. Mình muốn có 20 cái vách ngăn ở giữa thì mình sẽ gõ 21 sổ enter. Rất là nhanh đúng không các bạn? Cái vách này thì mình đã tạo comp sẵn rồi, vì thế nên xoay một đối tượng nhá thì tất cả các cái vách nó sẽ xoay theo bạn nhé. Đó. Tạo nên một hệ vách rất là đều nhau. Mình sẽ thử make combination thử cái tay này nhé. Chuột phải này. Make combination này. Nó không hiện cái biểu tượng thông tin của combination. Chúng ta sẽ ra ngoài desktop và các bạn chuột phải vào đây này. Chúng ta chọn là Display Settings. Cái màn hình chúng ta đang nhìn cái con Iron Man ấy là chúng ta đang vẽ ở màn 1. Màn 2 là cái màn mà bên cạnh của mình nó đang không có thông tin gì cả. Thế thì chúng ta kiểm tra nhé. Chúng ta đang vẽ ở màn 1 và nó đang là màn hình chính này. Vì thế nên nó sẽ không hiển thị cái bảng Combination. Mình sẽ chọn màn 2, tức là màn chúng ta không vẽ đấy. Sau đó mình Make This My Main Display. Chúng ta sẽ chọn cái màn phụ của chúng ta là màn hình chính.
mình sẽ quay trở về với lại cái model này và mình sẽ chuột phải và mình sẽ tạo component. Ok, rất đơn giản đúng không ạ? Các bạn có thể nhập thông tin cần thiết, ví dụ như là tay. Rất đơn giản đúng không các bạn? Mình sẽ vào trong phần view toolbar. Sau đó thì mình sẽ kiếm lên cái mục gọi là solid tool. Mình sẽ bật công cụ này lên. Đây là cái ứng dụng khá là mạnh của phần mềm SketchUp. Nó sẽ giúp cho các bạn giao cắt các hình khối solid với nhau. Thế thì trước hết chúng ta cần phải hiểu rằng là khối solid là khối như thế nào. Ở đây thì mình vẽ một cái hình khối ra như này. Thì khối này này, người ta được gọi là khối solid. Còn nếu như giả sử nó thủng như này thì đây không phải là khối solid. Chúng ta sẽ thử ứng dụng nhé. Mình có hai cái thanh gỗ là thanh số 1 và thanh số 2. Thanh số 1 thì mình đã tạo sẵn các cái phần khớp G chỉ. Cái việc tạo ra cái này nó rất là đơn giản thôi. Và chúng ta có thể tùy ý tạo ra các thanh khớp khác nhau. Mình sẽ cho cái đối tượng số 1 này di chuyển lại gần cái đối tượng số 2 này nhé. Các bạn nhớ nhé là hai đối tượng đều là group. Và mình sẽ dùng công cụ stream. Mình sẽ tích vào hình khối số 1. Sau đó mình sẽ tích vào hình khối số 2. Các bạn sẽ thấy rằng hình khối số 1 của chúng ta nó đã cắt đi cái hình khối số 2 như thế này. Rất dễ dàng để tạo ra một khớp nối tương đồng và có thể ghép lại được với nhau đúng không các bạn? Mình sẽ vào trong cái thanh số 1 này và mình sẽ đẩy khối ra một đoạn. Giả sử ở đây mình đẩy khối ra là 200. Tương tự, mình sẽ vào thanh số 2, mình sẽ đẩy khối ra là 200. Bây giờ mình sẽ cho thanh số 1 giao cắt với thanh số 2. Và ở đây này, nó có phần giao nhỏ ở giữa. Mình sẽ dùng công cụ này. Đấy, slip. Mình tích vào thanh gỗ số 1. Sau đó mình tích vào thanh gỗ số 2. Các bạn nhìn này, các thành phần nó đã được giao cắt rồi. Làm 3 cái thành phần đúng không ạ? Và đây chính là cái chốt để nối cái khớp này lại. Đây, nó sẽ như thế này này. Bình thường một cái khớp này đúng không? Thì chúng ta sẽ phải có cái thanh này, chúng ta khóa nó lại để tránh di chuyển. Thì đó là cái cách mà mình dùng công cụ Solid Tool này ứng dụng vào cho công việc, nhất là các cái vị trí mà giao cắt các cái hình khối như thế này. Một cái ví dụ khác nhé. Ví dụ ở đây mình có một cái móng băng như thế này. Mình sẽ dùng công cụ Style để mình bật cái hiển thị lên nhé. Ở đây thì mình sẽ chọn cho mình một cái hiển thị là Gray. Cái hiển thị X-ray này nó sẽ cho phép các bạn nhìn xuyên thấu cái đối tượng. Thì mọi người sẽ thấy rằng là các cái thanh móng này này nó đang giao cắt với nhau và nó đang bị thừa cái chỗ này. Và nếu thừa như này thì chắc chắn chúng ta tính khối lượng bê tông sẽ bị sai. Mình sẽ chọn tất cả các cái group này nhá. Sau đó mình tích vào công cụ này, Outer Cell. Đó, mọi người thấy không ạ? Tất cả các hình khối nó đã tự động giao cắt với nhau và nó đã bỏ đi các phần bù trừ rồi. Bây giờ nếu các bạn muốn tính thể tích của cái khối bê tông này thì chúng ta vào trong phần Window Modeling Form. Và trong này thì mình sẽ đổi đơn vị là mét này cho chiều dài và đơn vị cho phần thể tích mình cũng để là mét khối. Mình chọn đối tượng này. Sau đó thì các bạn nhìn sang cái kiểm gọi là Edit Info góc này. Đấy. Lúc này thì phần mềm nó sẽ cho phép các bạn tính toán được rằng là ở đây nó có 30 khối bê tông vừa được tạo thành đúng không ạ? Rất là nhanh. Nếu mà các bạn khéo léo thì chúng ta sẽ ứng dụng công cụ Solid Tool này để tính khối lượng bê tông của móng, tường, cột, dầm, sàn và các thành tố liên quan. Vì thế nên hãy nhớ là nghiên cứu kỹ cho mình cái Solid Tool này nhé. K2D được sử dụng khá là nhiều và là khá là tinh tế trong các cái phương án thiết kế cảnh quan và kiến trúc. Nếu mà chúng ta biết sử dụng K2D này thì bài vẽ của bạn nó rất là nhẹ. Mình sẽ lên trên Google và mình sẽ search, đó chính là G.png. Còn nhớ nhá, là chúng ta sẽ dùng hình ảnh là cây có định dạng .png và đã được tách nền rồi. Mình sẽ chọn một cái trang web bất kỳ nhá. Giả sử ở đây mình chọn trang web là png.com đi. Ở đây thì có rất nhiều chủng loại đúng không? Bạn chỉ cần chọn chủng loại nó phù hợp với thiết kế của bạn thôi.
Mình sẽ dùng cái này đi. Mình tích vào PNG này. Nó sẽ cho các bạn download miễn phí 2 file một ngày. Còn nếu mà các bạn muốn tải nhiều hơn thì có thể trả phí ở đây. Mình tích vào free download đi. Ở trang web đã cho các bạn tải cái cây này về ở đây. Mình vẽ một cái tấm plane thẳng đứng này. Mình sẽ vào cho phần file import. Sau đó mình sẽ chọn định dạng là all supported tiles. Thì nó sẽ hỗ trợ tất cả cái định dạng là định dạng ảnh. Mình sẽ chọn là cái cây này này. Sau đó thì mình sẽ chọn định dạng là tích chợt. Và mình ấn nút import. Cái cây đó này, nó được tách nền rồi đúng không? Chúng ta dán vào đây nhá. Mình có thể là co kéo này, hoặc là mình có thể trượt phải vào đây này. Sau đó mình chọn là texture position để mình thay đổi vị trí này, cho nó to ra này. Các bạn tích ra ngoài để kết thúc. Chúng ta xoay cái đối tượng này thì các bạn thấy rằng là khi chúng ta xoay này thì cái người của chúng ta này thì nó sẽ xoay theo cái hướng nhìn, còn cái cây thì không phải như vậy. Ta sẽ tô hai mặt cho cái cây này. Thế thì làm thế nào để cái cây này nó xoay theo ý chúng ta? Thì chúng ta rất đơn giản thôi. Chúng ta chọn đối tượng này, các bạn chuột phải này. Sau đó mọi người biến thành Companel. Ở đây nó có đề mục rất quan trọng, đó chính là Always Face Camera. Các bạn tích vào đây thì nó luôn luôn hướng về camera của các bạn. Nếu mà các bạn cảm thấy chưa ý nhá, thì các bạn có thể tích đúp vào trong con này. Và chúng ta xoay nó ở đây. Tích ra ngoài kết thúc này. Cái cây nó luôn xoay về phía mắt của chúng ta, dù chúng ta ở bên trái hay bên phải. Và các bạn nhớ rằng là chúng ta sẽ phải để cái đối tượng ở góc tọa độ nhé. Chúng ta di chuyển tới đây. Để cái cây này nó trở nên chân thực hơn thì chúng ta có thể vào trong cái com này. Chúng ta có thể dùng nút tẩy. Các bạn tích vào công cụ tẩy ở đây. Sau đó mình kết hợp với nút Control thì nó sẽ ẩn đi. Nếu như giả sử chúng ta ấn nút Control và nó cũng không ẩn đi thì chúng ta nhớ cho mình, các bạn vào trong phần View và vào phần này, tích vào Profile, chúng ta sẽ tắt được Profile đi. Các bạn thấy không ạ? Nếu muốn hiện lên thì chúng ta ấn nút tẩy và kết hợp với nút Control Shift thì để nó hiện lên này. Còn ấn nút Control thì nó sẽ xóa đi này. Chúng tích ra ngoài. Bạn đã tạo được một cây 2D như thế này rồi. Và chúng ta copy cái cây này ra. Chúng ta đã trồng được một cái rừng cây rất là nhanh rồi. Và rất là nhẹ các bạn nhé. Mày không hớt được bao con trai. Tobi không tình yêu.